Coi như hôm nay thì được coi như là quý sơ quý nữ tu mà đến thăm thiền viện, cũng như là để có ý là cũng nghiên cứu thêm về thiền ở Trúc Lâm. Thì hôm nay rất tiếc là hòa thượng đi vắng, chứ đúng ra là có hòa thượng viện trưởng ở đây ở nhà thì tiếp xúc và trao đổi với quý vị thì chắc là sẽ có nhiều điều nó mới mẻ, nó lớn hơn nữa. Nhưng mà hôm nay hòa thượng đi vắng cho nên rồi chúng tôi được phép và để tiếp xúc cũng như trao đổi với quý vị. Thì đây là trên đó là hòa thượng viện trưởng, thì coi như chúng tôi đây là phó viện trưởng cũng như tiếp nhận ở trong cái phần quản lý của chư tăng. Bởi vì thiền viện nó có hai phần, một phần là bên chư ni và bên một phần bên chư tăng. Ni tức là những vị nữ tu đó. Thì tôi là quản lý ở bên tăng, còn bên ni thì có nhiều quản chúng ở bên ni. Thì hôm nay là để tiếp xúc trao đổi với quý vị, thì chúng tôi sẽ trao đổi với quý vị về một cái cũng đề tài, nó cũng là chuyên môn về thiền, tức là thiền con đường khai phóng tâm linh. Thì đây coi như là một cái ý nghĩa mà cũng là coi như là cái việc chung của con người chứ không phải riêng ai, tức là đây là con đường khai phóng tâm linh đó, phải không? Thì đó là cái việc chung thôi chứ không phải là cái đó là riêng của ai hết đó. Thì thứ nhất á, là nói đến mở mắt tuệ thấy đúng như thật ta là gì, tức là mở con mắt tuệ, tuệ tức là trí tuệ đó, thấy đúng như thật ta là gì, đó là cái điểm thứ nhất cần phải trình bày rõ. Nghĩa là chính cái điểm này đó là cái điểm then chốt. Bởi vì nếu mà con người chúng ta mà chưa rõ được cái điểm này á, tức là chưa rõ ta là gì đó, không? Thì mình sẽ sống vẫn đóng khung ở trong những cái sự lầm lẫn thôi. Quý vị thấy phải không? Bởi vì sống ở đây thì ai sống? Quý vị nghĩ coi, mình đang sống đây là ai sống? Chính ta là chủ của cuộc sống này chứ gì, phải không? Nhưng mà hỏi ta là gì đó thì quý vị trả lời dễ không? Quý vị trả lời thử coi. Sống đây là chính mình sống, phải không? Mà hỏi mình là gì, trả lời không dễ. Thì vậy là sao? Nào quý vị thấy không? Cho nên đó là cái điểm then chốt. Bởi vì quý vị nghĩ kiểm lại đây, trong cái cuộc sống của mình đó, từ nhỏ tới lớn đó, khi mình ra làm cái này, ra làm cái kia, mình nói câu này, nói câu kia, thì cái mở miệng của mình nói ra luôn luôn á là cái chủ từ là gì? Tôi, phải không? Luôn luôn là tôi làm này, tôi làm cái kia, tôi ăn, tôi uống, tôi đi, tôi gì cũng tôi hết. Nhưng mà hỏi tôi là gì á, thì lúng túng. Đó. Thì vậy bây giờ thấy, chính chỗ đó là chỗ là mình phải đặt vấn đề, phải không? Nào. Với người tầm thường á, thì hỏi tôi là gì thì chỉ cái gì? Cái thằng mấy chục kilo này chứ gì hết. Đây là tôi, phải không? Rõ ràng chứ còn ai nữa. Đó. Nhưng mà cái đó là cái theo cái nhìn của thông thường thôi. Chứ còn bây giờ mà xét cho kỹ lại á, thì thấy rõ là cái đó là chỉ miễn cưỡng mà chỉ vậy thôi, phải không? Bây giờ khoa học ta tiến bộ rồi, người ta có thể thay tim được nè, thay thận được nè, người ta có thể truyền máu được nè. Thì khi đó đó, thì cái đó là ai? Quý vị thấy không? Đó. Máu của người khác truyền vô rồi nói là tôi được không? Chứ quả thận của người khác đem vô mình đó, thì thấy rõ ràng cái thằng này giống như cái máy vậy thôi, phải không? Cái máy cho nên người ta có thể thay bộ phận. Như thay cái bộ phận này thì nó bộ phận nó tốt quá thì nó chạy tốt, còn bộ phận mà nó xấu quá thì nó trục trặc, phải không? Cho nên nó giống như một cái máy vậy thôi. Đó. Mà cái đó coi như là một cái lẽ thật rõ ràng, chứ cái đó không phải là cái chuyện mà gọi là mình lý thuyết hay là mình suy tưởng, phải không? Đó. Cho nên mình phải thấy đúng như thật, nó là nó như vậy đó, là bắt đầu mình có mở phần trí tuệ.
Trí tuệ là thấy đúng như thật, nó là nó, phải không? Còn nếu mà trái lại á, thì mình cứ đóng khung ở trong một cái gọi là một cái xác thân, gọi là cái xác thân máu mủ này thôi, thì vậy mình cứ cho nó là ta đó, thì cái đó gọi là mê lầm, là điên đảo vậy thôi, phải không? Tất nhiên là không phải thật mà mình cho là thật thì gọi là lầm, là điên đảo chứ không gì hết, phải không? Đó là nói đơn giản về cái thân thôi. Rồi còn cái tâm này, coi như như vậy là đa số người sống là mình đang đóng khung trong một cái tôi này, phải không? Thứ hai là tâm này thì mình đang đóng khung trong cái gì? Tâm này là mình đang đóng khung trong cái ngã tưởng. Nghĩa là trong một cái ngã tưởng của mình, tưởng về cái tôi đó, là mình có cái ngã tưởng trong này. Cho nên mình nhìn cái sự vật gì đó cũng méo mó theo nó hết. Tức là méo mó theo cái tưởng tôi trong này, trong cái đầu này. Thí dụ cái dễ hiểu quý vị thấy nè. Thí dụ cái hoa này thôi. Mọi người nhìn cái hoa này á, có ai mà nghĩ giống như nhau không? Đó, nghĩa là 100 người nghĩ giống như nhau không? Không bao giờ có, phải không? Tại sao không có? Mọi người ý, phải không? Mà mọi người ý tức là mọi người có một cái ngã tưởng trong đầu chứ gì? Phải không? Người thì thấy đẹp, một người thì thấy xấu, phải không? Nhưng mà cái hoa thì nó hoa vẫn là hoa thôi, chứ nó đâu có nói là tôi đẹp tôi xấu gì đâu, phải không? Nhưng mà một người thì thấy đẹp, một người thì thấy xấu. Tại sao vậy? Tại vì trong đầu này nè, nó có chứa sẵn một cái bóng của quá khứ. Khi mà nhìn cái hoa này thì nó lôi cái bóng của quá khứ nó ra, nó so sánh, phải không? Nghĩa là cái người mà thấy cái hoa này đẹp á, là bởi vì trong đầu này á, nó đã chứa sẵn cái hoa mình đã từng thấy nó xấu, nó không bằng cái hoa này, cho nên mình nói cái hoa này đẹp vậy thôi. Còn cái người mà nói hoa này xấu là bởi vì trong đầu này nó có sẵn một cái hoa mình thấy đẹp hơn này nhiều, phải không? Vậy thôi. Tức là trong đầu này hai cái khuôn nó khác nhau, phải không? Cho nên cái thấy ra cũng khác nhau đó, rõ ràng vậy thôi. Chứ còn bây giờ rũ sạch hết những cái khuôn trong đầu này thôi, nhìn cái hoa ai cũng thấy cái hoa là cái hoa hết như nhau, phải không? Đó, cho nên đó gọi là mình đóng khung trong một cái ngã tưởng là như vậy. Rồi một người mà có cái tướng đẹp, phải không? Đứng trước mình, phải không? Nhưng mà không may cái người đó mà là người đã từng nói chạm tự ái mình thì sao? Đó. Thì như vậy họ đâu phải thực là xấu, phải không? Nhưng mà đã nói chạm tự ái mình thì mình thấy họ xấu liền. Đó, thấy muốn ghét liền. Đó. Thì rõ ràng cái đó là nhìn méo mó chứ gì nữa, phải không? Méo mó sự vật, méo mó chân lý. Đó. Một chân lý mà thật cho hay, nhưng mà do cái người đối nghịch như mình nói thì sao? Cũng hết thành hay, phải không? Rõ ràng cái người mà chân lý đó rất là hay, rất là tuyệt vời, nhưng mà không may cái người mà đứng trình bày cái chân lý đó là cái người đối nghịch với mình, người mình ghét, ghét cay, ghét đắng, thì mình thấy không muốn nghe, phải không? Rõ ràng như vậy thôi. Thì như vậy là mình nhìn tất cả với một cái khuôn sẵn trong đầu này, phải không? Nghĩa là sao? Nghĩa là cái gì á mà nó giống với cái khuôn này á thì mình thấy nó hay à, là đúng à. Còn cái gì mà trái với khuôn này thì nó là dở, là xấu, phải không? Thì cho nên cái đó gọi là cái mình sống trong cái sự đóng khuôn, trong cái ngã tưởng. Cho nên đây mới nói là khai phóng tâm linh, con đường khai phóng tâm linh, phải không? Với cái tinh thần của nhà thiền á thì không chấp nhận cái điều đó, nghe là không chấp nhận là nhìn mà theo kiểu méo mó như vậy, phải không? Nhìn cái kiểu đó là kiểu méo mó rồi, bởi vì cái chân lý mà còn gọi là chân lý của anh, chân lý của tôi, chân lý của chị, thì cái đó có còn là cái chân lý mà trọn vẹn, chân lý hoàn toàn không? Chân lý mà còn có chân lý của tôi, chân lý của chị, chân lý của anh thì sao? Thì đó là chân lý, nếu thật là chân lý là cũng là cái chân lý góc cạnh thôi, phải không? Chân lý đối với tôi thôi, nhưng mà không phải đối với anh, phải không? Thì đó là cái chân lý góc cạnh thôi, chưa phải là chân lý mà hoàn toàn. Cho nên nó có câu chuyện gọi là cái người mù mà giờ voi đó
Quý vị có nghe không? Chuyện đó là chuyện rất là thông thường, phải không? Tức là một ông vua, một hôm ông muốn thử những cái người mù để xem coi cái thấy của những người mù đó là thế nào. Ông mới sai đem một con voi để trước sân điện, rồi đem mời cho mời cho kêu mấy người, một số người mù đến, rồi ông bảo rằng mấy gì đó, mấy ông đó phải giờ con voi đó rồi tả cho ta nghe coi con voi nó thế nào. Thì người mù đó, người giờ trúng cái lỗ tai voi thì nói cái voi giống như cái quạt. Cái voi, con voi giống như cái quạt, cái lỗ tai voi đó giống như cái quạt. Người giờ trúng cái chân con voi thì nói con voi giống như cục cái. Người giờ trúng cái bụng thì nói con voi giống như cái lu. Thì vậy người giờ trúng cái đuôi thì nói con voi giống như cái chổi. Đó, vậy thì rồi cái cả đám nó cãi nhau. Không, cái người mà nói voi giống như cái lu cái thì cái anh mà giờ trúng cái chân đó, nói anh nó bậy, nó giống như cái cột chứ làm sao giống như là cái lu được. Bây giờ anh giờ trúng cái chân này nó tròn tròn đây nè. Đó. Vậy thì cả đám người mù đó cứ cãi nhau. Nhưng mà ông vua thì ông thấy vậy thì ông nhìn ông chỉ cười thôi. Đó. Thì quý vị thấy mỗi người mù đó đều giờ trúng con voi, chứ cái này không phải là cái chuyện mà gọi là đứng đằng xa nói, phải không? Giờ trúng đàng hoàng, phải không? Nhưng mà bởi vì mù mắt cho nên chỉ giờ trúng chỗ nào thì chỉ biết có chỗ đó thôi, tức là một góc, một cạnh nào đó thôi, cho nên là không thấy trọn vẹn được con voi, do đó mà cãi nhau thôi, phải không? Bởi vì cái thấy nó còn có góc cạnh thôi, nó không có được mà hoàn toàn, không được trọn vẹn, cho nên nó mới cãi, phải không? Còn nếu như ông vua đó mà ông cũng nhài vô ông cãi nữa với mấy người mù nữa thì sao? Thì có gì nghĩ sao? Thì cũng mù như mấy người kia luôn, phải không? Đó, mình là sáng mắt thì mình thấy trọn vẹn vậy rồi thì mình chỉ cười thôi chứ còn cãi gì nữa được nữa. Nghĩa là mình thấy được trọn vẹn con voi rồi thì với những người mù mà cãi nhau đó thì mình thấy đó là những cái thấy nó còn nghĩa là góc cạnh chưa có phải được trọn vẹn ha, thì mình cười thôi. Còn bây giờ mình nhào đó cãi nữa thì mình cũng giống như mấy người mù kia. Cho nên đó là để chưa thấy rõ, chỉ rõ. Nghĩa là nếu là thật sự mà cái chân lý mà nó đầy đủ, trọn vẹn, không? Thì nó không phải là cái thấy mà theo kiểu méo mó. Nếu còn cãi nhau đó, cãi cọ thì đó là còn thấy có cái chân lý bên này, có chân lý bên kia, phải không? Đó, thì cái đó là cái còn góc cạnh. Mà cái đó gọi là cái thấy theo cái khuôn của trong đầu của mình, phải không? Nó thấy rõ như vậy. Cho nên ở trong nhà thiền nó có một câu chuyện tức là có một bà ni tất nhiên là cái người nữ tu đó đến gặp một vị thiền sư này gọi là ngài Hòa thượng Triệu Châu, là một thiền sư nổi tiếng của thời nhà Đường. Thì cái bà ni bà hỏi chứ thế nào là cái ý nghĩa sâu kín, ý nghĩa mà sâu kín, tức là nói theo cho nó đơn giản là một ý nghĩa mà nó thâm sâu của thiền của trong nhà Phật đó, ý nghĩa mà thật thâm sâu đó, không? Thì ngài Triệu Châu đó, ngài mới ngay đó ngài bước xuống ngài déo bạn cái, thì cái bà ni đó bà nói hòa thượng còn có cái ấy sao? Thì ngài Triệu Châu ngài nói lại chính ngươi đó mới là còn có cái ấy đó. Hỏi tức là hỏi về cái ý mà gọi là cái ý sâu kín, sâu kín đối với trong nhà thiền. Thì khi đó ngài nhéo vào một cái thì ngay khi nhéo tức là có một sự gì, sự thầm cảm nhận bên trong, phải không? Cảm nhận, sự cảm nhận đó tức là có một cái thầm biết cảm nhận đó, thì đã có cái sự thầm cảm nhận đó là có ngầm mang một cái tính giác ở trong đó, cho nên rồi đây ngài muốn chỉ cái chỗ thầm kín là chỗ đó, là ngay đó mà bà không chịu nhận, phải không? Nhưng mà trong đầu bà nghĩ, nghĩa là theo cái thường tình nghĩ là chắc ngài có tình ý với bà cho nên là bà mới nói là hòa thượng còn có cái ấy sao, phải không? Đó, cho nên là ngài Triệu Châu ngài mới nhấn mạnh trở lại chính ngươi đó mới còn có ấy đó, bởi vì trong đầu ngươi còn có cái đó cho nên ngươi mới nghĩ theo cái thường tình của thế gian, phải không? Đó, chứ còn nếu mà ngươi mà tâm trong sáng rồi thì ngay đó là ngươi nhận được cái ý sâu kín đó rồi. Quý vị thấy không? Cho nên
ý nghĩa nó rất là bình thường, rất là đơn giản, nhưng mà mình lại sống theo cái khuôn ở trong đầu của mình rồi, thì mình nghĩ cái gì nó cũng phải theo cái khuôn đó thôi, cho nên không thấy được cái chân lý, nó nhiều khi nó làm mờ cái chân lý đi, thì thấy phải không? Rõ ràng ý nghĩa đó là những cái lẽ thật, chứ không phải là cái bịa đặt, phải không? Nào. Cho nên ở đây cái điểm thứ nhất là phải thấy đúng như thật, ta là gì đó, thì mình đã mở được một con đường để mình vượt ra cái khuôn ra, cho nên đó là gọi là con đường khai phóng tâm linh, cái bước đầu, phải không? Cái bước thứ hai là dám nhìn thẳng vào sự thật, phải không? Nghĩa là muốn muốn đến chân lý thì phải nhìn thẳng vào chân lý, phải không? Tức là phải dám nhìn thẳng vào sự thật thì mới thấy được lẽ thật. Bây giờ thấy phải không? Có nhìn thẳng sự thật thì mới thấy được lẽ thật, chứ còn mình trốn tránh sự thật thì làm sao thấy, phải không? Cho nên như vậy thì mình mới có thể thoát ra được cái mê lầm. Thì như vậy cũng vậy, cái thân này của mình đây, kiểm lại rõ ràng thì nó là cái thân coi như là mình nói tạm thôi, tạm một thời gian mấy chục năm này thôi, phải không? Tức là đây gọi là một cái thân nó giả tạm, mình có mặt đây do các cái thứ gọi là các cái yếu tố nó hòa hợp lại thành vậy thôi, chứ trong đó mà chỉ ra cái gì là ta thì không chỉ ra nổi, phải không? Như thế phải không? Bây giờ khoa học mình nó phát minh rồi thì họ đã phân tích kỹ rồi, cái thân này đó là từng tế bào nó cộng lại trong đây thôi, phải không? Đó. Nếu quý vị mà tách rời những cái tế bào đó ra thì quý vị chỉ coi cái gì là ta trong đó, rõ ràng cái lẽ thật như vậy, thì mình phải nhìn thẳng vào cái lẽ thật như vậy đó, nó là cái tạm hòa hợp thì mình chấp chặt là ta, cho nên từ đó mình mới tạo ra bao nhiêu muôn ngàn tội lỗi cũng vì chỗ đó, bao nhiêu những cái tham, những cái sân, những cái vui, những cái buồn, những cái đấu tranh chết chóc với nhau cũng vì cái chỗ đó thôi. Vì thế phải không? Vì thấy quý vị tham là tham cho cái gì? Tham cho cái ta này. Rồi sở dĩ sân là sao? Là bây giờ trái với nó. Trái với nó. Tức là tham cho nó mà tham không được là sân chứ gì? Phải không? Quý vị muốn đi lên Đà Lạt mà bị cản không cho thì buồn, quăng nó sân. Phải không? Đó. Tức là tham, tham muốn không được thì sân vậy thôi. Thì rốt cuộc cũng vì cái nó thôi. Đó. Vui cũng vì nó, buồn cũng vì nó, cho đến đấu tranh đau khổ cũng vì nó thôi, đâu gì thấy không? Còn nếu mà rời nó thì quý vị lấy cái gì để có những cái chuyện đó? Cho nên thấy rõ cái người gọi là cái người mà mình mở con mắt trại đó, thấy rõ được cái thân này nó là cái sự tạm bợ, mà nói cho thẳng ra thấy rõ nó là khổ, nó là nhơ nhớp vậy thôi, chứ không phải có thật. Thường thường á, nó nghe nói như vậy thì người ta nói là nói kiểu đó là nói theo kiểu bi quan chán đời. Nhưng mà nói như vậy tức là mình muốn nghĩa là nói cho nó tốt đẹp hơn, thì vậy tức là mình muốn đi sao phá lấp cái sự thật đó. Bây giờ đây mình phải thấy rõ sự thật. Quý vị kiểm lại coi, thường thường người ta đời á, người ta thường hay chúc nhau cái gì, chúc hạnh phúc, chúc nghĩa là sống lâu. Ngày xưa gọi là có những câu gọi là thí dụ chúc cho vua là chúc vạn vạn tế, một sống là một năm chưa chịu mà phải vạn vạn năm. Nhưng mà quý vị thấy có ông vua nào sống được hơn 100 năm không? Nhưng mà chúc thì chúc phải vạn năm, thì vậy tức là sao? Đó là chúc rỗng thôi. Rồi mình chúc, thường thường chúc nhau thì phải chúc hạnh phúc, phải không? Thì nhiêu đó, nếu mà quý vị kiểm lại thì quý vị thấy lẽ thật của cuộc đời liền. Nếu cuộc đời này nó là thật là hạnh phúc thì còn phải chúc chi nữa? Quý vị kiểm coi, phải không? Nếu đã thật là hạnh phúc rồi thì còn chúc chi nữa? Chúc là vì nó không được hạnh phúc cho nên mới chúc để mà được, phải không? Đó, thì lẽ thật nó là như vậy. Rồi sở dĩ mình không có được sống lâu cho nên mới chúc để sống lâu. Rõ ràng vậy. Nhưng mà rồi mình cứ luôn phả lấp à, không dám nhận sự thật. Quý vị mà bệnh mà coi như là hơi nặng đó, mà rồi chị em tới thăm mà nói là xa, chắc tôi thấy chị hôm qua trăng này. Thì sao?
Kiểu đó là cô muốn đuổi ra khỏi rồi, phải không? Nhưng mà nếu lẽ thật ra là như vậy, phải không? Bệnh nặng rồi, bệnh nặng nhiều khi bác sĩ cho phép biết trước là cũng không qua thiệt đó. Nhưng mà nếu mà nói kiểu đó là mình thấy không ưa rồi, phải không? Đó. Tức là mình sống luôn luôn là mình sống trốn tránh sự thật, không dám nhìn thẳng vào sự thật. Đó. Đó. Còn người ngoài á, khi họ già mà chưa chết thì bây giờ sắm một cái hàng, cái hòm đó, sắm cái hòm trước để mà có chết thì chôn thì tiện. Nhưng mà có dám nói cái hòm không? Đâu gì đấy không? Sống cái hòm nhưng mà có dám nói là cái hòm không? Không dám nói cái hòm mà phải nói là cái thọ, phải không? Cái thọ chứ không dám nói cái hòm. Sống nó mà sợ chết, phải không? Đó, cho nên mình thấy rõ, nghĩa là luôn luôn là mình trốn tránh sự thật thôi, không dám nhìn sự thật. Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Đó, cho nên ở đây là mình phải dám nhìn thẳng vào sự thật. Đó, thì mình mới đạt được cái lẽ thật. Đó là nói về thân đó, mình nói về tâm cũng vậy, mình phải thấy rõ nó. Tức là nó là tâm xấu phải thấy là tâm xấu, tâm tốt thì phải tâm tốt. Nó là cái tâm sanh diệt thì phải thấy là tâm sanh diệt. Thì thấy rõ vậy đó, thì rồi mình mới thấy được cái chân lý. Cho nên đối với trong nhà thiền á, nhiều khi các vị thiền sư đó, các ngài không có gọi là dùng chữ nghĩa dài dòng, mà nhiều khi nói thẳng thôi. Chẳng hạn có như có lần có một ông quan nhà Đường đến vị thiền sư, ông hỏi chứ bạch thiền sư, ở trong Phật pháp đó giải nghĩa cái ngã mạn là như thế nào? Cái ngã mạn đó thì cái vị thiền sư đó không có giải thích theo kiểu thông thường, mà ngài nghiêm mặt lại, ngài nói ông không đáng hỏi câu đó. Một ông quan mà đến thiền sư hỏi, mà ông thiền sư nói là cái mặt ông vậy là không đáng hỏi câu đó, thì bây giờ nghĩ sao? Nghĩa là cái ông quan nó đỏ mặt liền, nghĩa là tự ái lên liền, mình là ông quan mà ông thầy mà không dám nói vậy, phải không? Thì ngay đó thì vị thiền sư liền cười, đó ngã mặn là ngay chỗ đó đó. Khỏi phải giải thích dài dòng, phải không? Đó, nhìn thẳng vào sự thật vậy thôi. Giải thích là ngã mạn là kiêu căng, là lên mặt, là thế này thế kia cũng là danh từ thôi, để đi thẳng vào thực tế, phải không? Đó. Cho nên thiền là phải đi thẳng vào như vậy. Đó. Thì đây cũng vậy, thân nó là giả hợp, là khổ, là không có sống lâu, thì phải thấy nhìn rõ nó như vậy. Đó. Nhưng mà với cái người mà gọi là nghiên cứu, nhất là gọi là người mà nghiên cứu mà về Phật pháp mà nó hơi sơ sài đó, nghiên cứu theo kiểu mà hời hợt bên ngoài đó, thì cho rằng sao mà trong đây nói gì thế gian nó vô thường, nó khổ gì đâu, nó là kiểu bi quan yếm thế quá, phải không? Thì cái đó là không hiểu hết ý nghĩa. Mà là ở ngoài thế gian họ còn muốn phải dùng những cái danh từ mà cho nó hoa mỹ, nó đẹp để mà tô vẽ lên nó, để cho người ta ưa, người ta thích, phải không? Cho nên sống luôn luôn là sống trong cái ảo tưởng. Bây giờ đây là phải thấy rõ cái lẽ thật đó, chứ không thể sống ảo tưởng được. Đây tôi dẫn câu chuyện này quý vị nghiền ngẫm. Đây câu chuyện cổ tích thôi, nhưng mà nó có ý nghĩa rất là tế nhị. Trong chuyện cổ tích kể có ông vua mà ông thích mặc áo mới đó. Tới ông vua mà ông hay thích mặc áo mới. Cho nên là lần đó là có hai người thợ dệt, ông có thể ông dệt được một cái áo đặc biệt. Thì ông vua ông đưa đồ đòi đưa vàng đưa bạc cho ông dệt, mà sao tới thăm không thấy ông dệt gì, chỉ là quay cái khung cửa quay không vậy thôi, nhưng mà không dám nói. Tới chừng xong rồi á, tới chừng gần ngày mà để mà mặc áo mới đó, thì ông quan hai ông đó cũng đem tới, cũng hai người cũng làm dáng vẻ như là cầm bệ vệ bưng cái áo đưa tới. Rồi nói với ông vua là cái áo này nó rất là đặc biệt, người mặc áo này rồi thì biết rằng chung quanh mình ai là cái người mà gọi là trung thành với mình, ai là cái người có làm tròn bổn phận, hay là cái người ngu xuẩn thì biết liền. Thì ông mấy ông quan chung quanh nghe vậy thì cũng thấy sao mà đâu thấy áo gì đâu mà ông nói vậy.
thì mới mời ông vua cởi đồ ra để mặc. Thì ông vua cởi ra thì ông này, hai ông này cũng làm vui vẻ rồi bưng áo lên rồi chồng tay phát vào, rồi mấy ông quan á thì người thì cũng như đỡ với vạt áo không rồi nghĩa là khen ngợi thiệt là cái áo nghĩa là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Bởi vì ông nào nhưng mà trong bụng á thì nghĩ rằng có cái áo gì đâu nhưng mà không dám nói ra, bởi vì á sợ nói ra thì một là mình là ngu ngu bây giờ nghe ông nói là ai mà mặc áo này vào thì ai mà coi như là ngu xuẩn là làm không trọn phận á, thì không thể thấy được cái áo đó, mà nhất là đứng gần cũng không thấy nữa. Cho nên cho nên mấy mấy ông quan kia là không dám nói, sợ là một là mình ngu, hai là mình không làm trọn bổn phận, không trung thành với ông vua. Cho nên là trong bụng thì thầm nghĩ vậy, nhưng bên ngoài á thì cũng khen tuyệt vời, tuyệt vời. Rồi còn đi diễn hành ra ngoài cho dân chúng coi nữa. Thì dân chúng ai cũng nghe, nghe là cái đó đã có truyền đao trước rồi thì ai cũng như ai hết, cũng cũng đồng giống như ông quan thôi, trong bụng thì nghĩ khác mà ở ngoài thì lại nói khác. Nhưng mà bất ngờ cái thì đi qua có thằng bé nó thấy nó vỗ tay cười ông vua nghĩa là không có mặc quần áo gì thì ngay đó ông vua cái là ông giật mình dòm lại, tôi bây giờ mới là kêu xe cho chạy về hoàng cung vội vội gấp gấp thì đó một câu chuyện, nhưng mà cái ý nó rất là tế nhị trong đây đó ha. Mỗi người cũng đều là sao, nghĩa là bao nhiêu người cũng đồng như nhau một cái khuôn trong đầu hết phải không, nghĩa là không dám nhìn sự thật, sợ mình nói sự thật thì mình là ngu, mình là không có tròn bổn phận, nhưng mà lẽ thật đó như vậy phải không, cho nên là cứ nói theo cái khuôn đó thôi. Nhưng mà chính cái thằng bé đó trong đầu óc nó còn ngây thơ, nó trong trắng, thấy gì nói vậy thôi, cho nên nó không có bị cái đóng khuôn trong đầu, có gì thấy không? Cho nên ở đây là phải mình phải nhìn thẳng vào sự thật như vậy đó, đừng qua những cái khuôn, nhất là những cái khuôn mà nghĩa là từ xưa tới giờ những cái khuôn đó nó quá nhiều rồi, nó thành ra những cái khái niệm, thấy không? Những cái mà gọi là lập luận này lập luận kia rồi quá nhiều rồi, đó đều là những cái khuôn, mình phải thấy thẳng vào sự thật. Cho nên đây thiền là chỉ thẳng mình nhìn thẳng vào sự thật, dám nhìn vào sự thật thì mình mới thấy được sự thật. Cho nên ở đây nói thân vô thường, nói thân là khổ, là không có sống lâu. Nhưng mà nói như vậy đó không phải là dừng ở ngay chỗ đó, nhưng mà người nghiên cứu mà hời hợt đó thì thấy có nhiêu đó thôi. Cho nên nói rằng những người mà dạy sao mà nói cái vẻ bi quan yếm thế quá không? Nhưng mà sự thật đây thiền còn vạch rõ ra ở trong cái vô thường, ở trong cái tạm bợ đó chỉ ra một cái nghĩa là chân thật hằng hữu. Bởi vì trước khi muốn chỉ ra cái chân thật thì phải chỉ ra cái giả trước, cái nghĩa là không bền trước không? Mình rõ được cái giả rồi thì chỉ cái thật á thì mới không lầm, chứ còn chưa rõ cái giả mà nhiều khi chỉ cái thật á thì cũng dễ lầm, lầm cái giả vào cái thật phải không? Như vậy thì nghĩa là cái tôn chỉ á, thiền nó rõ ràng thật là mình phải biết thật, rồi giả biết giả để mình sống với cái thật mà không lầm với cái giả, thì như vậy cái cuộc sống của mình đây mới là một cuộc sống có giá trị về tinh thần phải không? Giả biết giả, thật biết thật thì mình sống với cái thật, không lầm cái giả thì cuộc sống mình có giá trị liền. Còn cái giả mình lại không biết, lại còn nghĩa là coi như là tô bồi nó lên nữa, rồi mình lại trốn tránh sự thật, thì cái đó là cuộc sống mình nó thiếu cái giá trị về tinh thần. Cho nên có một cái đoạn này, nghĩa là một vị coi như đây là vị tổ ở trong nhà thiền với vị đệ tử, thì một hôm cái vị tổ tức vị thầy đó muốn gạn hỏi ông đệ tử coi coi cái thấy cái tri kiến của ông đệ tử đó nó có cái cảm nhận được cái ý nghĩa mà sâu xa đối với trong nhà thiền hay không. Cho nên ông thầy mới hỏi chứ ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi, thì ông đệ tử nói là dạ bạch hòa thượng là con 17 tuổi.
Thì người thầy mới hỏi chứ như vậy thì thân ông 17 tuổi hay là tánh ông 17 tuổi? Phải không? 17 tuổi vậy là thân ông 17 tuổi hay là cái tánh ông 17 tuổi? À. Thì cỡ quý vị vậy thì quý vị đáp sao? À. Ông đệ tử này ông không đáp liền mà ông hỏi lại ông thầy. Ông hỏi vậy chứ bạch hòa thượng, đầu hòa thượng bạc đó là như vậy thì là tóc hòa thượng bạc hay là tâm hòa thượng bạc? À, tức là đầu của hòa thượng đó, đầu đang bạc đó, thì như vậy là tóc hòa thượng bạc hay là tâm hòa thượng bạc? Thì ngay đó là ông hòa thượng trả lời, thì ông tự trả lời là xong rồi. Cho nên ông học trò này ông rất là thông minh. À, thì ông hòa thượng nói là cái này là tóc ta bạc chứ tâm ta làm sao bạc được. À, thì ông học trò ông mới thưa dạ bạch hòa thượng cũng vậy đó, thân con 17 tuổi chứ không phải tánh con 17 tuổi. Thì ngay đó là ông thầy ông thấy rằng như vậy thì ông học trò này có một cái tri kiến đặc biệt, thấu rõ được cái ý nghĩa sâu xa trong nhà thiền, tức là ngay trong cái sanh diệt, ngay trong cái vô thường mà thấy được có một cái nghĩa là coi như là chân thường, một cái hàng hữu, phải không? Cái thân này thì nó 17 tuổi, 17 tuổi tức là nó có tuổi tác, phải không? Nhưng mà cái tánh kia thì đâu có tuổi tác, mà không có tuổi tác thì đâu có thuộc về cái vô thường, sanh diệt. Cũng vậy, thân này là có tóc thì nó có đen, có bạc, tức là có già, có trẻ, phải không? Thì như vậy cái thân nó có già, có trẻ, có đen, có bạc. Còn cái tâm kia nó không có đen bạc, không có già trẻ thì làm sao bảo nó là vô thường, là sanh diệt? Tức là như vậy thì ông học trò này ông đã thấy rõ trong cái thân vô thường sanh diệt này có một cái chân thật hằng hữu, bất sanh bất diệt trong đó. Cảm nhận được cái đó cho nên ông mới đáp được câu đó. Mà đây là ông đáp bằng chính cái trí tuệ của ông chứ không phải là bằng cái sự gọi là học hỏi, nghĩa là vay mượn từ bên ngoài. Bởi vậy mà sau này thì khi mà lớn lên rồi thì ông người thầy này mới truyền cho ông học trò này kế thừa, gọi là kế thừa về cái tổ vị đó. Thì vậy đó là để cho thấy rõ. Thiện đây trước là chỉ ra cái thân nó là vô thường, nó là khổ, nó là tạm bợ đó, đó là chỉ cái giả thôi. Nhưng mà rồi sau đó mới chỉ trong đó có cái thật trong đó, chứ không phải chỉ dừng trên cái giả đó, hay không? Cũng như là một cái bài kệ mà cũng thiền sư Mãn Giác mà ở Việt Nam của mình đây, tức là vị thiền sư Đời Lý, thì khi mà ông sắp tịch, tức là sắp mất đó, thì ông mới để lại cái bài kệ này để mà dạy cho trong đệ tử đó. Thì bài kệ đó gọi là xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Tức là xuân đi thì trăm hoa rụng, tức là xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa nở. Về việc đời trôi qua trước mắt, tức là mọi việc đời đó cứ trôi qua trước mắt. Trên đầu thì già đến rồi. mọi việc nó cứ trôi qua trước mắt, trên đầu là già đến rồi. Nhưng chớ bảo xuân tàn qua rụng hết. Đêm qua ở sân trước một cành mai, tức là ở nơi trước sân đó, đêm qua con cành mai vẫn còn cành mai đó. Đó là một cái bài kệ mà nó có cái ý nghĩa sâu xa ở trong đó. Xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa cười. Thường thường nếu mình nói theo cái chiều thuận thì phải nói sao? Xuân đến rồi mới xuân đi, phải không? Nhưng mà đây thì là ông lại nói là xuân đi trước, xuân đi thì trăm hoa rụng, xuân đến thì trăm hoa cười. Cho nên chỗ đó là chỗ tế nhị. Bởi vì đây là cái vị thiền sư này ngày sắp mất, không? Sắp mất mà ông muốn dạy đệ tử để cho thấy rõ, tuy là mất, không? Mất là mất cái thân này thôi, nhưng mà nó sẽ đủ duyên thì nó sẽ hiện ở chỗ khác chứ không mất đâu. Cho nên xuân đi thì trăm hoa nó rụng, nhưng mà xuân đến thì trăm hoa nó lại nở. Tức là hết mùa xuân rồi thì nó rụng, nhưng mà tới mùa xuân, tới thời tiết tới thì hoa nó lại nở nữa.
Mà hoa có nở có rụng đó là chỉ cho cái sự vô thường, không? Nhưng mà trong cái vô thường đó nó có một cái không mất trong đó, cho nên là hãy tới thời tiết thì lại nở nữa. Cũng vậy, thân này á thì hết duyên rồi thì nó mất, mất rồi á, nhưng mà đủ duyên á thì nó sẽ hiện ở chỗ khác, cho nên nó không có mất chỗ đó. Tức là trong đó có một cái không mất, ngầm nói là trong đó nó có cái không mất, không? Đó là nói về cái hoàn cảnh. Rồi nói gì, việc đời cứ trôi qua trước mắt, sự trục nhãn thì quá, tức là việc đời nó cứ trôi qua trước mắt. Vì đây phải không? Nghĩa là mình sống đây cái việc, mọi việc nó cứ trôi qua đó. Lâu lâu nhìn lại á, thì đầu đã bạc rồi. Phải không? Cứ nó trôi, nhưng mà lâu lâu nhớ lại cái thì đầu đã bạc rồi. Đó là nói lên cái thân mình nó vô thường. Mình nhiều khi mình không để ý. Nhưng mà lâu lâu nhìn lại rồi thì nó đã lớn rồi, lớn tuổi rồi, nó đã bạc rồi. Thì đó là từ cái hoàn cảnh bên ngoài là vô thường, cái thân mình nó cũng vô thường, sanh diệt. Đó. Nhưng mà không phải chỉ có nhiêu đó thôi. Đó. Chớ bảo xương tàn qua rụng hết. Đó. Phải không? Tuy vậy nhưng mà đừng có nghĩ rằng khi mà nó hết rồi, xương qua rồi thì qua nó rụng hết. Mà ở trước sân đêm qua nó còn cành mai. Đó. Tại sao không nói là nó còn một đóa hoa mai, hay là một chùm hoa mai mà vàng rực thì nó mới đẹp hơn không? Còn nó cành hoa mai thì cành nó có gì đâu. Phải không? Nó còn chùm hoa thì nó nghe nó hay, nó đẹp. Còn nó cành mai thôi thì về có gì đâu ý nghĩa. Nhưng mà đó là một cái ý tế nhị trong đó. Phải không? Nếu mà nó là còn chùm qua thì chùm qua rồi nó cũng rụng nữa. Phải không? Chùm qua rồi thì nó cũng rụng nữa. Nhưng mà còn cành mai đó thì rồi nó vẫn còn đó. Cho nên là nếu mà tới thời tiết nó cũng vẫn nở qua nữa. Phải không? Đó mới là cái đặc biệt. Tức là muốn nói rằng tuy ở trong cái cuộc vô thường này, thân sanh diệt này, nó có sanh diệt, nó có vô thường đi nữa, nhưng mà trong đó nó vẫn còn có một cái chân thật trong đó, nó không có mất. Nếu mà đủ duyên á thì nó sẽ hiện ở chỗ khác, cũng giống như hoa mai đó thì nó có nở, nó có rụng gì đó thì nó nở nó rụng, nhưng mà cành mai thì vẫn còn đó, đến thời tiết thì nó sẽ nở qua nữa. Thì cũng vậy, cũng giống như là cái đoạn trước mà cái vị mà học trò mà trả lời cho ông thầy đó, nghe không? Nghĩa là cái thân này á, thì nó có tuổi tác, nó có đen, nó có bạc, nó có già, nó có trẻ. Tức là giống như là hoa nó có nở có tàn, nhưng mà trong đó có một cái là không tuổi tác, không có đen bạc. Thì chính đó là cái chỗ mà một cành mai vẫn còn đó. Vẫn còn cành mai đó. Mà thiền là muốn chỉ cho mình nhận được cái cành mai đó, thì cuộc sống mình nó sẽ có giá trị. Phải không? Thì như vậy làm sao mà nói rằng bi quan nó là yếm thế được? Phải không? Đó là một sức sống để mình vươn lên mà. Phải không? Nghĩa là trong cái vô thường sanh diệt, trong cái tạm bợ, mình nhận ra có một cái bất diệt để mình vươn lên khỏi cái này, thì đó là một sức mạnh để mình tiến lên, chứ đâu phải là một cái gọi là một cái yếm thế, một cái yếu đuối để mình cái là chán đời buông xuôi. Phải không? Cho nên đó là một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đó là coi là một cái trí tuệ mà vượt thế gian. Nghĩa là bao nhiêu thế gian thì họ cũng nhìn cái theo cái dòng đó thôi. Phải không? Nhưng mà trong này thiền chỉ ra còn có một cái đường để mình vươn lên nữa, thì đó là con đường khai phóng tâm linh chứ gì. Phải không? Bao nhiêu người, quý vị thấy, quý vị từ xưa tới giờ có nghĩ không, ai cũng như ai hết, đừng nghĩ là mình sinh ra thì phải chết như ai vậy thôi. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện là dĩ nhiên, cái chuyện vốn như thế. Phải không? Quý vị có nghĩ khác không? Từ ông bà, cha mẹ, tổ tiên mình cũng vậy, cũng sinh ra chết, sinh ra chết. Đó là một cái dòng từ trước tới giờ rồi. Cho nên là khi mình sinh ra mình cũng nghĩ đó là cái vốn như thế thôi. Phải không? Nhưng mà trong đây thiền không chấp nhận vậy. Không có cái vốn như thế vậy. Mà trong đó còn có một cái không? Mà mình có thể mở đường để mình đi lên được. Phải không? Thì đó là con đường mở cho mình đi ra, giải phóng, coi như khai phóng cái tâm linh của mình đó. Phải không? Cho nên đó là cái điểm đặc biệt. Đó là mình phải dám nhìn sự thật rồi mới thấy được lẽ thật. Phải không? Trước nhất là sự thật hư dối rồi mới thấy được sự thật chân thật.
phải không? Điểm thứ ba là đây là thiền đánh thức một cái sức sống chân thật nơi mình để mà mở sáng con mắt tâm, phải không? Nghĩa là ngay đây đánh thức cái sức sống chân thật nơi chính mình đó để mà mở sáng con mắt tâm của mình. Bởi vì thường á, con người á, mình luôn luôn là mình sống là sống với cái bị biết là nhiều hơn hết. Vì thấy phải không? Sống với sống cái bị biết là sống nhiều hơn hết, mà quên cái sự có mặt của mình chính ở đây. Quý vị kiểm lại coi, nhiều khi mình ít có để ý tới những cái chuyện đó. Quý vị biết cái này, biết cái nọ, biết cái kia, biết đủ thứ hết, phải không? Cái gì cũng biết được hết, nghe là biết cái này, cái nọ, kia, đủ thứ hết. Nhưng mà còn cái gì đang biết, đang hiện hữu đây thì sao? Không bao giờ nhớ tới, phải không? Cứ là biết cái này cái nọ thôi, biết ở đâu, biết ở đây, có thể biết tới bên Mỹ, bên Tây. Nhưng còn cái gì đang biết đây, đang hiện hữu đây thì sao? Không bao giờ nhớ tới. Nhưng mà chính đây mới là cái nguồn sống của mình, phải không? Chính cái đang biết đây mới là cái nguồn sống của mình. Cho nên thiền phải đánh thức mình ngay chỗ này. Bởi vì nếu mà không có cái đang biết đây á, thì quý vị thấy không, nếu không có nó thì cái thân mình đây sẽ ra làm sao? Thành như khúc gỗ thôi, phải không? Nếu không có cái đang biết này thì cái thân này giống như khúc gỗ thôi. Nhưng mà mình lại không chú ý tới cái chỗ đó, phải không? Cho nên nó có một câu chuyện này, cũng là câu chuyện trong nhà thiền. Tức là một vị tổ ở trong nhà thiền gọi là Lục Tổ đó, Lục Tổ Huệ Năng đó. Khi mà ngài còn ẩn làm vị cư sĩ mà chưa có ra mặt đó, thì một hôm ngài đến một cái ngôi chùa, thì thấy hai ông tăng đang cãi nhau. Thấy hai ông tăng thấy là trên cái lá phướng tức là lá cờ đó, lá cờ gió thổi cái nó động phất phất vậy. Cái thì một ông á thì nói là như vậy, đó là lá cờ động. Còn ông thì nói là đó là gió động. Rồi hai ông cãi nhau hoài mà không có ra lý. Bây giờ thấy phải không? Ông thì nói là gió động, ông thì nói là phướng động, tức là cờ động. Thì ông nào cũng có lý hết, phải không? Nhưng mà cãi nhau cãi không ra lý nổi. Thì quý vị nghĩ coi làm sao mà cãi cho ra lý được đấy. Không có gió thì phướng làm sao động, còn nếu mà không có phướng thì làm sao biết gió động, phải không? Rồi hai ông cứ cãi hoài mà không biết sao ra lẽ. Thì Lục Tổ Huệ Năng này đó mới nói rằng bây giờ thôi hai ngày có thể cho cái kẻ này làm bạn chút không. Hai mới nói đâu ông nói tôi coi. Thì ông Lục Tổ này ngài mới nói rằng không phải gió động mà cũng không phải phương động, mà chính là tâm của ngài động. Chính là tâm của ngài động. Thì vậy quý vị kiểm lại coi, thấy được ở chỗ này thì quý vị sẽ thấy được cái chỗ mà gặp nhau liền, phải không? Mình cứ lo cãi là phướng động là gió động thì đó là cãi trên cái bên ngoài thôi, phải không? Không gió thì phướng làm sao động, còn không có phướng thì làm sao biết gió động đó. Hai cái đó thì cãi hoài là không bao giờ mà cãi cho ra lý hết. Nhưng mà chính cái gì, không, là cái đang biết động ở đây. Cái gì cái đang biết động ở đây đó, thì cái đó mới là cái chủ chốt. Nếu mà không có nó thì vừa có gió có phướng cũng là có như không thôi, đâu thành vấn đề, phải không? Nếu không có cái biết động ở đây, nghĩa là chính từ cái biết động ở đây thì mới rõ được phướng động hay là gió động kia. Còn cứ ở trên kia mà cãi hoài đó mà quên mất cái này mới là cái chính. Nếu mà không có cái này á thì có mấy cái kia cũng đâu thành vấn đề gì, phải không? Cho nên nếu mà thấy được ở chỗ này rồi á thì sao? Thì gặp nhau liền. Thấy phướng và gió thì anh cũng có cái đó, tôi cũng có cái đó, chị cũng có cái đó, khỏi còn phải cãi gì nữa hết. Phải không? Còn ở trên phướng, ở trên gió thì cứ cãi hoài nhau thôi, phải không? Bởi vì chỗ đó là chỗ sai biệt, còn cái chỗ này là chỗ đồng nhau. Thấy phướng động, gió động thì chính là cái biết động ở đây, thì anh cũng đang có cái này, tôi cũng đang có cái này, chị cũng đang có cái này, thì đó là chỗ gặp nhau liền, phải không?
Mà cái chỗ đó là cái chỗ chủ yếu. Cho nên thiền là muốn nhấn mạnh mình phải thấy lại cái chỗ này. Cho nên gọi là mở sáng mắt tâm. Phải không? Còn cái trên kia là trên vật thôi. Cãi hoài thì rốt cuộc rồi cũng là trên phướng trên gió, có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà mình là thường thường mình quên mất cái gọi là cái đang hiện hữu của mình ở đây, mà mình đã nhớ cái bên ngoài, gọi là mình nhớ cái bị biết là nhiều hơn, cái đối tượng là nhiều hơn. Chẳng hạn thí dụ cũng như là giờ có cái máy cassette mở ra, thì mở khi mở mở ra công tắc ra thì máy nó phát tiếng, thì hỏi gì có nghe không, thì bây giờ đáp sao? Phải có nghe liền, phải không? Nếu mà tắt máy thì sao? Không nghe, phải không? Tức là mở máy thì có nghe mà tắt máy thì không nghe, phải không? Nhưng mà khi mà hỏi tắt máy mà hỏi gì có nghe không, thì đáp không nghe. Nếu mà không nghe thì ai đáp đó? Vì thấy không? Đó là chỗ lầm lẫn của mình từ lâu nay mà mình ít có ai mà để ý. Phải không? Tức là mình đồng quá, không? Đồng quá cái đang nghe của mình ở đây với cái tiếng là cái bị nghe, phải không? Chứ còn sự thật á, thì có tiếng là mình nghe có tiếng, còn không tiếng thì mình nghe không tiếng, chứ không phải là không nghe. Phải không? Nhưng mà thường thường mình đồng quá đó, cho nên quên mất cái sự hiện hữu của mình đây. Phải không? Rõ ràng vậy. Đó gọi là không nghe, là không nghe tiếng thôi, chứ còn mình nghe tiếng khác, tức là mình không nghe cái tiếng mà tiếng máy này, nhưng mà mình nghe tiếng khác, cho nên hỏi là mình mới đáp được. Phải không? Cho nên chính những chỗ đó là chỗ rất là tế nhị, mà mình ít có ai để thiền nhấn mạnh chỗ đó để cho mình thấy lại sự hiện hữu đó. Phải không? Cho nên có câu chuyện trong nhà thiền như thế này. Có một ông tướng quốc tất nhiên là giống như là vị tể tướng, không? Tên là ông Bùi Hưu. Một hôm thì ông vào ở trong cái chùa, chùa đó thì ông thấy trên cái vách đó, nó vẽ cái hình vị cao tăng. Thì ông này cũng có nghiên cứu giáo lý, cho nên ông mới hỏi mấy vị thầy ở trong đó, hỏi chứ vậy thì cái hình hình cao tăng ở đây, nhưng mà còn cao tăng ở đâu vậy thầy? Cái hình thì ở đây, còn cao tăng này ở đâu? Thì trong đó trong chùa không thầy nào đáp được hết. Hình ở đây nhưng mà còn cao tăng này ở đâu đây? Thì ông mới hỏi vậy chứ trong chùa này có ai mà gọi là tu thiền không? Thì trong chùa nó là mới đây có một vị tăng mới đến, trông giống giống như là tu thiền mà không biết phải không. Thì ông nói đâu cho mời tới để cho tôi hỏi thử coi. Thì mời tức là ngài Hoàng Bá là coi như cũng là một vị thiền sư đó, nhưng mà ngài ẩn. Thì khi mời tới thì ông Bùi Hưu đó, ông nói là mà Hưu này á vừa mới có câu hỏi mà chưa chưa tăng ở trong chùa này tiếc lời không có trả lời. Tại giờ xin ngài có thể ngài trả lời cho được chăng? Thì ngài Hoàng Bá nói đâu ông hỏi lại coi, hỏi gì? Thì ông hỏi lặp lại câu hỏi, đây là cái hình này nè, thì đây là cái hình cao tăng đây, thì cái hình ở đây còn cao tăng ở đâu? Thì ngài Hoàng Bá đó, ngài đó bất ngờ cái ngài gọi to tên ông, gọi Bùi Hưu. Thì ông liền dạ, thì cái ngài Hoàng Bá ngài mới nhấn mạnh cái ở đâu. Thì ngay đó là ông liền nhận ra cao tăng ngay chính mình liền. Tức là ở đây là muốn nói là cái hình đó là chỉ là cái hình vẽ trên vách thôi, nhưng mà cao tăng là chỉ con người sống, con người thật đó, con người sống thì đang ở đâu. Thì thay vì giải thích chữ nghĩa, không, thì ngài Hoàng Bá ngài mới gọi gọi tên ông. Thì khi mà ông dạ, thì chính khi ông dạ đó thì cái gì mà đang hiện hữu mà biết dạ đấy, thì chính cái đó, đó là con người sống chứ gì. Còn ông cứ lo theo hình vẽ đó, ông đuổi hoài thì đó là ông sống trong cái theo cái hình vẽ thôi. Còn chính cái đang biết dạ đây, cái đó mới là cái sống, cái thực, phải không? Cho nên ngay đó thì ông nhận thấy được cái ý thiền liền. Gì thấy không? Mình thường thường mình hay bị gạt cái chữ đó. Tức là theo cái gọi là cái cảnh, là cái bị biết, cái bị thấy, bị nghe bên ngoài, là cái đối tượng thôi, mà mình quên mất cái đang hiện hữu nơi mình, phải không? Hỏi cái này hỏi kia mà quên mất cái đang hiện hữu nơi mình.
Những chỗ này là chỗ rất là tế nhị trong nhà thiền. Quý vị mới nghe thì thấy khó hiểu, phải không? Nhưng mà đó là những cái lẽ thật. Nếu quý vị mà nghiên cứu kỹ sâu rồi mới thấy những cái tế nhị trong đó. Thí dụ cũng như là có vị tăng khác đến một cái vị thiền sư gọi là Trần Tôn Túc hỏi, thì ông Trần Tôn Túc hỏi ông tăng chứ ông ở đâu đến, thì ông tăng đó là dạ con từ Ngưỡng Sơn đến. Ngưỡng Sơn tất nhiên là một cái địa phương á, giống như mình nó ở đây đến đây thì hỏi từ đâu đến là nó là Cần Thơ đến vậy đó, thấy không? Thì khi nói từ Ngưỡng Sơn đến thì ngài Trần Tôn Túc ngài liền bảo ông nói láo. Thì vậy thì nếu mà quý vị cỡ đó thì quý vị sẽ hiểu sao. Mình ở Ngưỡng Sơn tức là mình, ví dụ mình ở Cần Thơ đến thì mình đáp ở Cần Thơ rõ ràng thôi, đó là thật tình. Nhưng mà cái vị thầy này nói rằng ông nói láo. Đó. Đây là những chỗ mà coi như thiền để mà đánh thức cái hiện hữu của mình đó. Không? Ông đang đứng đối diện đây, phải không? Đang đứng đối diện đây là ngài muốn nhấn mạnh là cái chỗ mà ông đang sống ở chỗ này nè, phải không? Đang hiện hữu, đang đứng đó đây. Đó. Cho nên hỏi từ đâu đến là ý cái ngài không muốn hỏi là ông từ đâu, cái chuyện đó không phải, mà ngay chỗ này nè, từ đâu mà ông đang đối diện đây, đang hiện hữu đây. Rồi ông đáp là đang, tức là ở Ngưỡng Sơn, tức là giống như là ở Cần Thơ, thì đang đứng ở đây mà đang nghĩ ở Cần Thơ, tức là đang nghĩ trở về quá khứ rồi. Phải không? Phải không? Đang sống trở về quá khứ rồi. Cho nên đây ngài nói ông nói láo, đang đứng đây mà ông nói là ở Cần Thơ. Đó, thấy không? Thiền đó, đó là đánh mất cái sự hiện hữu của mình. Đó, cho nên thiền là phải nhấn mạnh ở chỗ đó. Phải không? Ngay hiện hữu đây, phải thấy ngay chỗ này liền. Đó. Mà mình thì thường thường mình dễ mắc kẹt ở chỗ đó. Phải không? Luôn luôn là mình sống với quá khứ. Vì vậy đấy, phải không? Mình đa số mình sống với quá khứ nhiều hơn sống với cái hiện hữu. Ngồi lại là quý vị nhớ cái này, nhớ cái kia, nhớ tưởng cái này, tưởng đủ thứ hết. Nào. Còn cái đang hữu đây thì ít nhớ. Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà thiền phải nhấn mạnh. Không? Để mà coi như là đánh thức mình phải sống về chỗ đó. Điểm kế nữa là phải vượt qua khái niệm. Đây là cái điểm coi như là cái chỗ sống của thiền. Nghĩa là phải vượt qua mọi cái khái niệm. Chứ còn thiền là không thể bắt chước. Quý vị nhớ kỹ cái điều đó. Thiền là không bắt chước được. Dù cho cái người nghe hiểu không cách mấy đi nữa là cũng hiểu về thiền thôi, chứ chưa phải là bản thân của thiền. Cái chỗ đó. Nghĩa là mình hiểu là hiểu về thiền, phải không? Chứ còn chưa phải đó là bản thân của thiền. Mà hiểu về thiền thì đó cũng là khái niệm thôi. Còn ở đây thiền là muốn nhấn mạnh là mình phải vượt qua mọi khái niệm, tức là mọi cái ngôn ngữ, mọi cái chữ nghĩa mà hiện có đây á, đó chỉ là những cái khuôn thôi, mà đối với nhà thiền gọi là những cái khuôn chết thôi. Mình phải thấy được cái sức sống ở trong đó. Cho nên đối với thiền gọi là thiền giả đó, thiền giả là người mà tu thiền đó, thì không thể chấp nhận chết ở trên cái khuôn đó. Bởi vậy mà trong nhà thiền đặc biệt là phải đưa mọi người phải vượt qua mọi cái khái niệm. Thí dụ có một câu chuyện ngài Triệu Châu đó, Hòa Thượng Triệu Châu mà nãy giờ nhắc đó, không? Ngài có lần ngài nói rằng một chữ Phật á, tôi cũng không thích nghe nữa. Thì quý vị thấy Phật là một vị giáo chủ của đạo Phật, phải không? Còn ngài là đệ tử của Phật, mà ngài nói rằng một chữ Phật tôi cũng thích, không thích nghe nữa. Thì với cái gọi là cái tín ngưỡng mà tôn giáo á, thì nghe kiểu đó là không ai chấp nhận nổi, quá phạm thượng rồi, phải không? Coi như là vị giáo chủ của mình mà giờ nói là chữ Phật cũng không thích nghe nữa thì nghe ai? Phải không? Coi như quá là phạm thượng rồi. Nhưng mà với thiền sư á, thì thiền sư trọng lẽ thật hơn. Nghĩa là với thiền sư thì các ngài trọng cái lẽ thật hơn, muốn đưa người đi thẳng vào lẽ thật, chứ còn không thể để cho người chết trên cái khái niệm. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài muốn mình thực thấy cái gì là Phật kìa, chứ Phật đâu phải là cái tên đó. Phải không? Phật không phải là cái tên đó. Cho nên ngài nói ta một chữ Phật ta cũng không thích nghe là như vậy.
Nghĩa là để cho người muốn nhắc cái hàng đệ tử là phải thấy cái gì là Phật, chứ không phải là chỉ cái tên đó thôi. Phật không phải cái tên đó. Trong khi đó, nếu mà mọi người cứ bám vào cái tên đó, bám vào cái chữ đó, rồi cứ cãi vã nhau, đấu tranh nhau, thì mất hết ý nghĩa Phật rồi. Phải không? Cho nên thiền là phải nhấn mạnh chỗ đó. Nghĩa là phải vượt qua mọi cái khái niệm chữ nghĩa, là mình cảm nhận Phật ngay chính mình. Cũng như quý vị đây, quý vị cảm nhận Chúa ngay trong mình. Phải không? Chứ cũng như Chúa đâu phải là cái tên đó. Phải không? Nếu mà rồi vì cái chữ Chúa đó, cũng như vì cái chữ Phật đó mà quý vị cứ cãi nhau hoài á, thì cãi tới đâu? Đó là sống trên khái niệm chứ gì? Phải không? Mình phải thấy cái gì là Chúa, phải không? Cũng như cái gì là Phật. Đó, thì cái đó mới là cái sức sống chân thật. Mà vậy là Phật hay là Chúa đó, thấy trở lại ngay trong tâm mình, thì cái chỗ đó mới là cái chỗ quý. Đó mới là cái Phật sống hay là Chúa sống chứ gì? Phải không? Nghĩa là mình cảm nghiệm được Phật ngay mình, cũng như mình cảm nghiệm được Chúa ngay mình, thì cái đó mới là sức sống chân thật. Cho nên đây là thiền là muốn nhấn mạnh là mọi người là phải vượt qua cái khái niệm đó, không có chết trên cái chữ nghĩa, trên cái khái niệm. Cũng như hiện nay bây giờ đây, hiện tại đây người ta thường thường người ta hay đang bàn cãi nhau về thực tại, phải không? Thực tại có hay không? Phải không? Người ta nghĩa là đang nghĩa là bàn đang cãi nhau về thực tại này, không biết thực tại là có hay không, người nó có người nó không, mà không biết có thì làm sao chỉ ra đây, còn không tại sao là có tên đó, phải không? Rồi có người nói thực tại là thế này, thực tại là thế nọ. Nhưng mà quý vị kiểm lại coi, khi mà đang bàn cãi như vậy đó thì có đang đối diện với thực tại hay không? Đang bàn cãi nhau về thực tại tức là đang đối diện với thực tại hay không? Tức là tất cả đang sống trong khái niệm với nhau thôi, cho nên bàn cãi, phải không? Chứ còn nếu đang đối diện với thực tại thì sao? Khỏi cãi. Phải không? Chỗ đó là chỗ mình phải thấy được. Thí dụ có người bây giờ hỏi về anh A là thế nào, thì chúng ta thì diễn tả anh A đó là người cao, to, da trắng, mắt sâu, vân vân vân. Thì lúc đó là có mặt anh A đó chăng? Đó là mình đang diễn tả về anh A thôi, phải không? Chứ còn nếu mà có mặt anh A đó thì hỏi anh A thế nào thì sao? Đấy. Phải không? Khỏi cần phải dài dòng. Đó. Còn đang diễn tả thì đó là không có đối diện rồi. Cũng vậy, mình cứ đang tranh cãi nhau về thực tại thế này kia là chỉ là sống trong khái niệm với nhau thôi. Chứ còn nếu mà đang đối diện thực tại thì khỏi phải cãi. Cãi nhau là chưa giáp mặt. Không, đang cãi nhau là chưa giáp mặt với thực tại. Bởi vậy mà trong cái chuyện nhà thiền có một cái đoạn tức ông vua Lương Diệu Đế với cái vị mà tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị sơ tổ mà qua bên Trung Hoa đó. Bây giờ mình cũng hay thấy những cái tượng mà tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì khi mà tổ Bồ Đề Đạt Ma này đến trong với ông vua Lương Diệu Đế đó, thì qua cái sự đối đáp thì ông vua đó ông hỏi cái vị Bồ Đề Đạt Ma này, hỏi chứ đối diện với trẫm là ai, tức đang đối diện với trẫm là ai, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma ngài nói là không biết. Hỏi đang đối diện là ai thì ngài nói là không biết. Thì ngay đó thì ông vua Lương ông cũng không hiểu gì, sau đó thì cái vị tổ này bỏ đi chỗ khác. Thì đó là một ý nghĩa chính là hỏi đang đối diện với trẫm, đang với trẫm, đang đối diện mà hỏi là ai nữa thì quý vị đáp sao đây? Đang đối diện với trẫm là ai, đang đối diện mà còn hỏi là ai nữa thì đáp sao đây? Cho nên ngài chúng ta không biết rồi. Đang đối diện với ông rồi còn hỏi ai nữa thì thôi, nói sao đây? Vậy thấy không? Cho nên thiền là phải chỉ mình là phải nhấn mạnh chỗ đó, không chứ không có mà gọi là sống ở trong những cái khái niệm. Mà chẳng hạn có vị tăng hỏi vị thiền sư khác, gọi là hỏi ngài Thiệu Tu, hỏi chứ thế nào là tâm của con. Cái chỗ này là quý vị cũng hay thắc mắc đó. Thế nào là tâm của con? Thì cái ngài Thiệu Tu đó ngài mới bảo ai hỏi thế ấy. Ai hỏi thế ấy. Vậy thôi, khỏi cần phải giải thích dài dòng. Ông hỏi thế nào là tâm của ông thì ai
hỏi đó, phải không? Khỏi phải qua khái niệm dài dòng. Còn mình giải ở tâm của ông á, tâm ông á là cái đang biết, là cái đang hiện hữu, là ông đang suy nghĩ, đang gì thế nọ, giải ngồi không biết tâm đâu, phải không? Còn đây là đi thẳng vào đó thôi. Thế nào là tâm ông thì ai đang hỏi đó, phải không? Thì đó là mình nhận ra liền, không có qua khái niệm, không phải dài dòng. Cho nên quý vị hiểu vậy đó, thì quý vị thấy thiền là phải đi trực tiếp, phải vượt qua cái khái niệm thì mới cảm nhận được thiền. Mà muốn được vậy thì sao? Cho nên cái điểm cuối cùng thiền á là cần phải thể nghiệm, nghĩa là phải có thể nghiệm ngay chính mình thì mới cảm nhận được thiền chân thật. Đó là cái điểm mà coi như là không thể thiếu được. Bởi vậy mà đối với thiền á thì phải là hành giả chứ không thể là học giả được. Với thiền á là phải là hành giả chứ không thể học giả được. Nếu học giả thì không bao giờ mà vào thiền được, nếu chỉ dừng trên học giả, phải hành giả thôi. Cho nên chỗ đó là chỗ mà quý vị hiểu được ở chỗ này thì mới thấy, nghĩa là thiền chỉ một cách thực tế chứ không có lý luận suông, nên là phải cảm nhận, phải thể nghiệm. Chứ còn học giả mình chỉ học nghiên cứu thôi á, thì thiền đó chỉ là thiền trên lý thuyết thôi, phải không? Cho nên là phải có sự cảm nhận thôi. Cho nên đây tôi dẫn một câu chuyện này quý vị nghiên cứu, tức là nghiền ngẫm, quý vị mới thấy ý nghĩa sâu. Tức là có vị học giả về cái tông Thiên Thai. Thiên Thai là một cái tông ở trong cái Phật giáo mà chuyên nghiên cứu về kinh Pháp Hoa. Thì vị học giả này là vị pháp sư luôn, tức là pháp sư Đạo Văn. Ông là hơn 50 tuổi rồi, ông từng nghiên cứu những cái giáo nghĩa Thiên Thai đó hơn 30 năm. Mà nhưng mà khi đó thì ông chưa có sáng tỏ được cái lý thật gì hết. Cho nên ông nghe tiếng vị thiền sư Chân Quán. Đây là thiền sư đã ngộ đạo. Mà trước kia thì cái vị thiền sư này cũng từng nghiên cứu giáo nghĩa của tông Thiên Thai này. Sau đó ông tham thiền cho nên mới sáng được đạo. Thì cái vị pháp sư này á mới đến với thiền sư Chân Quán, thành khẩn mới thưa. Thưa nó rằng con đã học qua cái tư tưởng về Pháp Hoa của tông Thiên Thai từ thời nhỏ lận. Coi như là con thông hết, nhưng mà chỉ còn có một vấn đề á, là trước sau chưa có rõ thôi. Quý vị thấy hay không? Coi nó là ông thông hết là chỉ còn có vấn đề thôi, vấn đề trước sau không rõ thôi. Thì ngài thiền sư Chân Quán đó mới hỏi vậy, cái tư tưởng là Pháp Hoa đó của tông Thiên Thai rất là rộng lớn, rất là sâu xa, nó coi như là nó bao trùm rất nhiều vấn đề, thế mà ông chỉ còn có vấn đề không hiểu á, thì vậy không biết là đó là vấn đề gì, thấy không? Thì cái vị pháp sư này mới thưa, kinh Pháp Hoa có nói rằng tình với vô tình đồng tròn chủng trí, tức là tình là hữu tình, hữu tình tất nhiên là có tình thức, có tâm, có tinh thần của mình đó, còn vô tình là chỉ cho những cái loài vật, không vô tình. Mà trong kinh Pháp Hoa nó là cái loài mà có tình hay là cái loài vô tình, tức là vô tri, thì cũng đều là đầy đủ cái chủng trí, tức là đầy đủ cái trí của Phật hết. Như vậy thì loài vật hay loài người gì cũng đều có thể là có thể có thành Phật hết được. Cho nên ông nói là cái ý này á chính là nhận cỏ cây hoa lá đều hay thành Phật được. Vậy thì xin hỏi cỏ hoa đó thật là có khả năng thành Phật hay chăng? Đó. Thì thiền sư Chân Quán nó mới bảo rằng 30 năm nay mà ông mang một niệm cây cối cỏ hoa có khả năng thành Phật hay không thì đối với ông có lợi ích gì? Ông nên quan tâm đến tự chính mình á thế nào thành Phật hay không đó, thì cần xét nghĩ như thế mới đúng. Nghe là ông 30 năm mà ông có lo nghiên cứu cỏ cây hoa lá có thành Phật hay không, trong khi đó chính ông đó thế nào thành Phật mới là cái quan trọng, mà ông lại không lại quan tâm, phải không? Cho nên bây giờ phải quan tâm trở lại chính mình á là thế nào thành Phật thì cái đó mới là cái điểm chính. Phải không? Đó. Thì ông pháp sư này ông mới ngạc nhiên,
Sau đó thì ông mới hỏi, à thì con thật là từ trước giờ là không có nghĩ đến như thế như vậy. À, vậy thì xin hỏi ngài tự chính mình à, của con đó, không? Thế nào thành Phật? À, nghĩa là coi như đây là được nhắc chứ còn xưa giờ không nghĩ tới. Vậy thì ông hỏi vậy tự chính mình con thì thế nào thành Phật? Thì vị thiền sư Trân Quán đó mới bảo, ông đã nói với tôi là chỉ có một vấn đề hỏi tôi thôi, liên quan với vấn đề thứ hai á thì coi như tự chính ông đã giải quyết xong rồi. Hồi nãy thì ông nói là ông chỉ có vấn đề à, không, chỉ có vấn đề chưa rõ thôi, mà bây giờ đây là liên quan tới vấn đề thứ hai rồi, thì vấn đề thứ hai đó thì ông tự giải quyết rồi. Thì đấy, rõ ràng bây giờ thấy rõ ràng cái vị pháp sư này á học hiểu, nhưng mà học hiểu trên cái khái niệm, bị những cái khái niệm tưởng tượng đó nó quá nhiều, phải không? Cứ lo nghĩa là trên chữ nghĩa khái niệm thôi, nghe nó cỏ cây hoa lá đồ cũng thành Phật, cứ lo cứ suy tìm nó thôi mà không biết chính mình thành Phật mới là cái quan trọng, phải không? Mà không soi chỗ đó. À, cho nên ở đây thiền sư đưa ông trực tiếp thể nghiệm vào chỗ đó. À, chỗ đó ông phải trực tiếp thể nghiệm thôi, chứ không có kiểu mà gọi là à, lý luận, không có kiểu khái niệm dài dòng, vậy thấy không? À, cho nên thiền là phải thực chứng thực nghiệm. À, chứ không có thể mà coi như là chỉ là lý luận suông. Bởi vậy mà nói là thiền không thể bắt chước, không thể học lớn là như vậy đó. À, nghĩa là mình phải có sự thực hành, có sự thể nghiệm thì mình mới cảm nhận được cái sức sống thiền nó chân thật. À, mà từ có sức sống chân thật rồi á thì nó mới có sức sáng tạo, chứ còn không á thì mình học nhiều nói nhiều thôi, vậy phải không? Mình học được nhiêu mình nói nhiêu thôi, hết cái chỗ học đó thì không có gì để nói nữa, phải không? Thì cái đó là cái khuôn chết chứ không có sáng tạo. À, cho nên trong nhà thiền nó có câu chuyện mà nói về cái ý nghĩa sáng tạo này. Có hai ông Sa Di, tức là hai vị chú tiểu đó, à, nhỏ mới, à, ở hai cái thiền viện kế bên nhau. À, mỗi bữa mà đi sáng đi ra thì hai chú tiểu này thường hay gặp nhau để mà luận đạo. À, thì hôm đó thì chú tiểu bên thiền viện A đó đi đi ra thì gặp chú tiểu bên thiền viện B, không, à, cũng đi ra, thì chú tiểu bên thiền viện A đó mới hỏi chú tiểu bên thiền viện B, hỏi chứ huynh đi đâu. À, thì chú tiểu bên thiền viện B đó nói rằng chân bước đâu thì tôi đi đó. Hỏi đi đâu thì chân bước đâu thì tôi đi đó. Thì cái chú tiểu bên thiền viện A chơi với không biết sao mà trả lời, nó bất ngờ quá thì đó không biết sao trả lời, mới về hỏi lại ông thầy. Ông thầy ông quở, à, con sao mà dở quá, chậm lục quá vậy, thì sao con không hỏi nó, nếu mà không có chân thì sao? Phải không? Chân bước đâu gì đó thì không có chân thì sao? Nào, thì chú mới à chú ghi trong đầu rồi. Cái hôm sau ra cũng canh. Canh cái chú tiểu bên thiền về đi ra, cái chú tiểu bên thiền Nga nói à, còn hôm nay quên đi đâu, thì chú tiểu bên thiền về nói là à, gió thổi đâu thì tôi đi đó. À, chú cũng bí luôn, bây giờ học có câu kia hả? À, bây giờ chú nói nó khác đi rồi. À, bí cũng không nói được, trở về là thuật lại ông thầy nữa. Thì ông thầy ông nói con quả thật là học chữ nghĩa dở quá, vậy thì sao con hỏi là không có gió thì sao, quá là đơn giản phải không? À, à, thì chú à được rồi, hai câu này thì ngày mai thế nào cũng có dính cầu. Thì chú nhớ hai câu rồi, thì qua hôm sau canh, thì chú tiểu bên thiền về vừa đi ra chú nói à, còn hôm nay thì quên đi đâu, thì chú tiểu bên thiền về mới nói à, tôi đi chợ mua rau. Thua luôn. Coi như là chú tiểu bên thiền viện A là coi như học được có nhiêu thì có nhiêu đó thôi, gọi là học ở trong đầu nó có ba câu đó thôi, hai câu đó thôi, thì nói khác đi cái thì không biết. Còn cái chú tiểu bên thiền viện B á là người ta có sức sống chân thật nơi người ta, cho nên là linh động tùy theo hoàn cảnh ứng dụng ra chứ không có theo một khuôn sẵn. À, do đó mà à,
người ta có cái sáng tạo, phải không? Đâu phải là có cái khuôn cứ nói hoài đó. À, còn cái kia là cứ học nhiều là cứ nói nhiều đó thôi. Cho nên ở đây để cho thấy rõ, thiền là phải có thể nghiệm thì mới có sức sống, có sức sống chân thật thì mới có sáng tạo. À, còn không thì mình học nhiều nói nhiều thôi. Còn hết cái chỗ học đó biết gì để nói, phải không? Còn đây là có sức sống rồi thì mình tùy nghi mình sử dụng, phải không? Tùy hoàn cảnh mình ứng dụng. À, cho nên thiền phải thể nghiệm, mà từ thể nghiệm đó thì mới có sức sống sáng tạo. À, thì thấy đó là một cái ý nghĩa chân thật là như vậy. À, thì như vậy để kết luận lại, thì cho quý vị nhớ, thiền là một sức sống chân thật ngay tự tâm chính mình, chứ không có trong sách vở đâu khác hết, phải không? Như vậy thì ai có tâm thì cũng đều có thiền, phải không? Và thiền ở ngay nơi tự tâm thì ai có tâm cũng đều có thiền, không có phân biệt là nam là nữ hay là tôn giáo gì hết. Nếu mà mình khám phá được chỗ này rồi thì ai cũng đều có thiền hết, và chính đó là con đường khai phóng tâm linh của con người. Đó là một cái chân lý coi bình đẳng thật sự, phải không? Cái này là không có phân biệt gì hết, ai nhận được ở chỗ đó là đều có thiền hết, phải không? Cho nên ở trong sử mà thiền Nhật Bản đó, có kể một cái cô mà gọi là cô kỹ nữ đó, mà cổ cũng sáng tỏ được lý thiền, coi như nói theo cái danh từ mà trong nhà Phật là cô cũng ngộ được thiền. Tức là kể trong đó kể rằng cô gọi là Ohashi đó là một kỹ nữ, nhưng mà trước kia cô giống là con gái của một vị coi như thuộc hạ của một vị tướng quân, tức là lãnh chúa thời đó. Nhưng mà do cái hoàn cảnh mà gia đình sa sút đó, cho nên cha của cô phải bán cô để mà làm kỹ nữ đó. Nhưng mà làm cô kỹ nữ rất là nổi tiếng. Tuy nhiên vì cái hoàn cảnh bất hạnh của mình đó, cho nên nghĩ tới đó là cô buồn, cô chán vô cùng. Đến nỗi lâu ngày nó dẫn đến cái tình trạng là bệnh hoạn về tinh thần. Cái tinh thần nó sa sút. Thì hôm đó có người khách mới để ý cái cô như vậy, mới hỏi. Thì cô cũng thật tình, cô kể lại mọi việc cho người khách đó nghe. Thì người khách đó mới nói rằng cô buồn là phải, nhưng mà cô muốn chữa lành được cái bệnh này thì cũng phải tốn ít nhất là 1000 lượng vàng. Tuy nhiên có một lối thoát khỏi nó, nhưng mà tôi sợ là cô không có tin. Thì cô này mới nài nỉ, nếu mà ông nói thật á thì tại sao tôi lại có thể ngờ, xin ông làm ơn dạy cho. Thì cái vị khách nó mới giải thích, trong toàn thân của cô đó thì không có gì mà chẳng do cái tri giác mà nó hoạt động, phải không? Nghe, trong toàn thân của cô đó không có cái gì mà không có do tri giác mà nó hoạt động. Cái tri giác á nó có một ông chủ. Thì bất cứ làm việc gì, ngay cả khi mà vội vã, không, thì cô hãy nhìn ông chủ đó ở bên trong đó. Cái gì thấy, cái gì nghe, nếu mà cô quán chiếu một cách siêng năng, không lơi lỏng á, thì cái tánh giác sẵn có của cô á, nó sẽ thình lình nó xuất hiện. Thì khi mà cô đạt đến được cái tình trạng này á, thì cô sẽ thấy nó là một con đường để mà giải thoát khỏi cái cảnh giới đau khổ. Đó là con đường cho cô giải thoát. Thì cô nghe, cô mới ghi vào lòng, rồi cô cũng âm thầm để mà cô thực hành. Thì cuối cùng cô đạt đến cái sự chín mùi, tức là cái tâm nó miên mật, không có sen hở, lúc nào là cô cũng quán chiếu ở chỗ đó hết. Thì một đêm đó trời bão tố lớn, cô là có sợ sấm, cho nên cô thu mình với cái chiếc mền với đứa tớ gái. Thì thình lình trong cái lúc đó là cô lại nhớ lại cái bài học thiền kia. Bây giờ cô đang thực hành nó chuyên tâm, nhớ lại cái bài thiền học đó. Thì cô mới dẹp hết qua mọi cái sợ hãi bên, cô mới ngồi vùng dậy. Thì trong khi cô vừa ngồi vùng dậy như vậy thì bất ngờ có lằn sét nó đánh vào sân. Cái sức ép của cái lằn sét nó hất cô té ngửa, cô ngập thở luôn. Nhưng mà khi cô thở trở lại thì bất chợt cô mới nhận ra cái tri giác của mình nó sáng tỏ khác thường hơn mọi ngày, không? Cô hết sức là vui vẻ, coi như thấy một điều mà trong đời cô chưa bao giờ thấy. Sau đó thì cô được một người chuộc ra rồi cái cưới cô, và cô đến gặp vị thiền sư Bạch Ẩn
cô trình cái chỗ mà thấy của cô đó, thì ngài thiền sư Phật Đản đó mới chứng nhận cho cô đã sáng tỏ được cái lý thiền. Từ đó về sau, cuối đến cuối cuộc đời là cô dùng cả cuộc đời còn lại đó để mà cô sống cho thật sâu trong cái ánh sáng đó. Thì như vậy đó là một cô kỹ nữ thôi mà cũng có được cái sức sống thiền, phải không? Cho nên nói thiền là không có phân biệt, ai nhận được chỗ đó, thấy được chỗ đó thì đều có thiền hết. Đó là cái lẽ thật bình đẳng với tất cả hết, bởi vì thiền là nơi tâm. Như vậy thì ở nơi tâm thì phải thể nghiệm, thì đó là điều phải nhớ luôn. Vậy thì khi mà cảm nghiệm được cái lẽ thật này á, thì vượt qua mọi cái ranh giới của ngôn ngữ, của lý luận, phải không? Đó là ngay chính mình thôi, chứ không có trong ngôn ngữ lý luận. Thì khi mà cảm nhận được điều đó thì mình sẽ có cái nhìn cởi mở, cảm thông với tất cả. Thấy được cái lẽ thật đó rồi thì mình có cái nhìn nó cởi mở, cảm thông hết. Bởi vì thấy ai ai cũng đều có cái lẽ thật đó hết. Thì không có chia cái này, cái chân lý này là của mình, là của người, của ta, của anh gì hết. Thì đó mới là một cái tâm nó rộng mở. Đó là cái tâm linh nó sáng ngời, không còn trong một cái khuôn nữa, hết còn đóng khung nữa. Và thấy được vậy á, thì quý vị thấy chỗ nào cũng là thiền hết à, đâu cũng là thiền hết. Đọc sách Phật quý vị cũng thấy thiền, đọc sách Chúa quý vị cũng thấy ý thiền đầy trong đó à, phải không? Nếu cảm nhận này, tôi thí dụ cái cho quý vị dễ. Thường thường người ta nói thiền là phải đọc kinh, đọc sách đâu, nhưng mà nếu mà có cái sức sáng này rồi thì quý vị đọc bài thơ của các vị thế gian cũng thấy ý thiền trong đó nữa. Đọc bài ca dao bình thường mình cũng thấy ý thiền nữa. Thí dụ bài ca dao mà quý vị thường học hồi nhỏ đó là bài thằng Bòm đó, nhớ không? Thằng Bòm của các Quạt Mo, phải không? Phú ông xin đổi cho ba bò chín trâu, Bòm rằng Bòm chẳng lấy trâu. Phú ông xin đổi ao sâu cá mè, Bòm rằng Bòm chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi một bè gỗ liêm, Bòm rằng Bòm chẳng lấy liêm. Phú ông xin đổi con chim đòi mồi, Bòm rằng Bòm chẳng lấy mồi. Phú ông xin đổi nắm xôi thì Bòm cười. Đó, chỗ đó là thiền ở chỗ đó. Thì thấy không? Đổi gì đổi, nhưng mà nói sao, bụng đang đói đây, đưa nắm xôi ăn là xong chuyện. Tức là sống ngay thực tại đây thôi, đang đói bụng đây thì đưa nắm xôi đổi là ăn, thì đó là trúng ngay chỗ thực tại hiện tiện đó thôi. Còn ngồi đó để mà đợi ba bò chín trâu, đợi nghe là ao sâu cá mè, bao giờ có. Đó là ông phú ông làm gạt thôi. Nếu mà ngồi đó mà đợi thì không những là mất cái quạt mo mà không được cái gì hết. Phải không? Rõ ràng phú ông đâu phải ông ngu sao mà có cái quạt mo mà đổi ba bò chín trâu. Đó là cái gạt thôi, nhưng mà nắm xôi thì có thực, phải không? Đó, đưa nắm xôi đổi cái quạt mo ăn no bụng, ngày sống ngày thực tế đó thôi. Đó, thiền ngay chỗ đó, hiểu thấy không? Cho nên thấu được ý rồi thì đâu đâu cũng là có ý thiền hết. Thì như vậy để đó là để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay, là cho quý vị thấy ý nghĩa thiền chân thật là ngay nơi tự tâm của mình thôi, và ai có tâm đều có thiền hết. Nếu khéo mà nhớ, khéo phát hiện được thì mình sẽ thấy đó là một sức sống chân thật, và mình sẽ sống giữa cuộc đời này là một cái đời sống rất có giá trị. Chứ không sống đây mà không biết ta là gì thì đó là sống để cho ai. Thấy không? Thì thôi là kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay.